Tại một số cửa hàng bách hóa tổng hợp trên địa bàn thành phố Vinh, giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như mì tôm, dầu ăn, cà phê, đường đã có dấu hiệu tăng cuối tháng 10, giá tăng dao động từ 3 đến 5%. Lương lên thì tất cả mặt hàng cũng sẽ lên, Tết nào cũng năm nào cũng sẽ lên. Hẳn lên thì cũng không biến động và đột phá khan hiếm như ngày xưa, ngày xưa thì hàng hóa sẽ khó khăn lấy hơn này. Và nguyên liệu nhập vào về cũng cao hơn thì người nhập hàng hiện tại cũng sẽ hàng hóa cũng sẽ bán lên hơn. Thời điểm này là lúc các đại lý phân phối hàng hóa đã chuẩn bị tập kết hàng cho dịp Tết. Dù sức tiêu thụ chậm hơn so với các năm trước, nhưng để tránh biến động giá vào dịp cuối năm, nhà phân phối này đang tập trung tập kết hàng nghìn tấn các loại. Theo thông báo từ các nhà sản xuất thì một số mặt hàng đã tăng, nhất là mặt hàng mì tôm các loại, dầu ăn. Về mùa này á thì hàng chi nó không có giá, nó có nhích lên. Bên nhà cung cấp họ có giá cả không có thay đổi về lên giá 4, 5, 6, 7, 8 là những cái tháng đó là giá nó thấp hơn, chứ bắt đầu giá nó có tăng lên. Trong khi và mình đi phục vụ nó chi phí nó nhiều thôi, chứ còn hàng là mình là người nhà cung cấp, cho nên là thị trường nếu mà dân tình mà tiêu dùng thì mình nó thuận lợi hết. Những mặt hàng lương thực thực phẩm có liên quan đến nguyên liệu đầu vào như gạo, đường, dầu ăn, ngũ cốc có xu hướng tăng lên và dao động khá nhiều. Điều này sẽ làm tăng thêm nỗi lo lắng của nhiều gia đình, người lao động khi mà họ đã và đang trải qua giai đoạn khó khăn do bị giảm thu nhập bởi các nhà sản xuất rơi vào tình trạng bị sụt giảm đơn hàng kéo dài. Đồng lương thì hành cũng lên nhưng lên được mấy. Mà mua hàng mặt hàng thì đều lên cả thì tôi thề sắt chặt thì chi tiêu hết. Các cái mặt hàng thiết yếu trong mua sắm thì tôi sẽ ưu tiên hơn. Diễn biến giá xăng dầu gần đây liên tục có sự điều chỉnh tăng và một số nguyên liệu đầu vào sản xuất cũng tăng, sẽ dẫn đến hàng hóa bán ra cũng phải điều chỉnh tăng theo là điều tất yếu. Tuy nhiên cũng cần đến vai trò của các cơ quan quản lý để kiểm tra, giám sát việc tăng giá hàng hóa, dịch vụ để ổn định thị trường.